Xin chào tất cả các em học sinh khối 8. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với video thứ hai. Thì ở video này thầy sẽ giới thiệu cho các em bài đầu tiên của chương số 3. Đó là bài định lý Thales trong tam giác. Trước tiên thầy sẽ giới thiệu tổng quan về chương 3. Ở chương 3 này các em sẽ học trong 9 bài gồm 3 nội dung chính. Đó là định lý Thales, tính chất lượng phân giác trong tam giác và các trường hợp đồng dạng của tam giác. Hôm nay chúng ta đi vào nội dung thứ nhất, đó là định lý Thales trong tam giác. Ta đi vào phần một nhỏ là tỷ số của hai đoạn thẳng. Vậy thì tỷ số của hai đoạn thẳng là gì? Thầy mời các em nghiên cứu nội dung ở phần chấm hỏi 1. Thầy cho đoạn thẳng AB bằng 3 cm, đoạn thẳng CD bằng 5 cm và tính độ dài đoạn thẳng AB trên độ dài đoạn thẳng CD. Tương tự thầy cho đoạn thẳng EF có độ dài là 4 dm, đoạn thẳng MN có độ dài là 7 dm, và yêu cầu của đề bài là tính độ dài đoạn thẳng EF chia cho độ dài đoạn thẳng MN. Ta bắt đầu thực hiện yêu cầu đầu tiên. Ở đây đề bài cho đoạn thẳng AB bằng 3 cm, vậy thì ta sẽ thay 3 vào, thay 3 vô. CD bằng 5, ta thay 5. Và cái tỷ số này mình có thể thực hiện cái tính luôn là bằng 0.6. Ở yêu cầu thứ hai ta có EF bằng 4, vậy ta thay 4 vô. Và MN bằng 7. Ở tỷ số này thì mình có thể giữ kết quả ở dạng phân số là 4/7. Và sau khi các em thực hiện xong hai yêu cầu thì thầy sẽ giới thiệu cho các em về tỷ số của hai đoạn thẳng. Thì trên đây độ dài đoạn thẳng AB chia cho độ dài đoạn thẳng CD, người ta gọi là tỷ số của hai đoạn thẳng AB và CD. Tương tự như vậy, độ dài đoạn thẳng EF chia cho độ dài đoạn thẳng MN thì người ta gọi là tỷ số của độ đoạn thẳng EF và MN. Vậy thì ta sẽ chốt lại nội dung ở đây, đó là định nghĩa về tỷ số của hai đoạn thẳng. Tỷ số của hai đoạn thẳng là tỷ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Thì chú ý các em là ở đây là phải cùng một đơn vị đo thì ta mới bắt đầu tính tỷ số của hai đoạn thẳng. Trong trường hợp nếu bài toán cho hai đoạn thẳng có đơn vị khác nhau thì ta phải đi đổi đơn vị về cùng một đơn vị. Và ta có một cái chú ý, đó là tỷ số của hai đoạn thẳng sẽ không phụ thuộc vào cách chọn đơn vị đo. Hãy nhắc lại, đó là tỷ số của hai đoạn thẳng sẽ không phụ thuộc vào cách chọn đơn vị đo. Thì thầy có thể lấy một ví dụ nhanh ở đây. Ví dụ như ta có thể chọn đơn vị đo của đoạn AB là bằng 3 m, đơn vị đo của đoạn CD là mét, có nghĩa là 3 m và 5 m. Thì tỷ số
của chúng ta lúc này vẫn không thay đổi là 3/5 hay là 0.6, người ta sẽ không phụ thuộc vào cách chọn đơn vị đo. Ta sang phần nội dung thứ hai, ta xem vào nội dung thứ hai, đoạn thẳng tỷ lệ ta đi vào nội dung khoảng trống số 2. Cho bốn đoạn thẳng ABCD, A7B7, C7D7 và yêu cầu đề bài là hãy so sánh tỷ số AB phần CD với tỷ số A7B7 phần C7D7. Biết rằng đoạn AB bằng 2 đơn vị thì để dễ hiểu ở đây có thể chọn luôn là 2 mét. CD bằng 3 mét. Đoạn A7B7 bằng 4, C7D7 bằng 6 mét. Thì như các em đã biết, để so sánh thì chúng ta sẽ dựa trên kết quả của nó, kết quả của hai chỉ số để so sánh. Thì AB bằng CD người ta đã cho số đo rồi, thì ta sẽ thay vô, ta tính được tỷ số này là 2/3. Ở tỷ số thứ hai ta cũng sẽ tính được kết quả của nó cũng là 2/3, và sau khi tính xong thì ta thấy rằng hai chỉ số này bằng nhau bởi vì có chung kết quả là 2/3. Vậy thì các em sẽ suy ra AB phần CD bằng A7B7 phần C7D7 bởi vì nó cùng bằng 2/3. Như vậy ta vừa kết luận được tỷ số của đoạn AB phần CD và tỷ số A7B7 phần C7D7 bằng nhau. Khi đó người ta sẽ nói đoạn thẳng AB và CD nó tỷ lệ với đoạn thẳng A7B7 và C7D7. Vậy từ đây chúng ta sẽ rút ra được định nghĩa đoạn thẳng tỷ lệ. Thì ở định nghĩa này em sẽ xem giùm thầy sách giáo khoa. Bây giờ thầy mời các em xem nội dung phần thứ ba, đó là định lý tam giác trong tam giác. Các em ghi định lý ghi giải thích kết luận của định lý tam giác này. Ta có một tam giác ABC như hình vẽ. Một đường thẳng E cắt hai cạnh của tam giác, cụ thể là cắt cạnh AB tại điểm M, cắt cạnh AC tại điểm N, và cho biết thêm là đường thẳng E này song song với cạnh BC. Thì theo như giả thiết của định lý tam giác, ta sẽ nói như sau, đó là có tam giác ABC và có đường thẳng E song song với cạnh BC. Phần kết luận là nó
định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Các em lưu ý nhìn thấy đây là mình sẽ lập những cái đoạn thẳng tương ứng. Cụ thể là AM trên MB sẽ bằng AN trên NC. Các em chú ý là phải lấy tương ứng ha. AM trên MB tương ứng phải là AN trên NC. Thì tương tự như vậy ta bỏ là AM trên AB bằng AN trên AC, hoặc là MB trên AB bằng NC trên AC. Thì đó là phần giả thiết và kết luận của định lý Thales trong tam giác. Rồi bây giờ thầy mời các em đi vào nội dung hoạt chấm số 4 để xem ta sẽ vận dụng định lý Thales trong tam giác thực hiện tính độ dày đoạn thẳng như thế nào. Ta xếp hoạt chấm 4E cho tam giác ABC. Thì đây các em trong sách là có hình, em có thể quan sát hình trong sách. Và một cái đoạn DE. Ở đây thì bài cũng đã cho là DE song song với BC. Biết rằng độ dài AD là căn 3, BD là 5, EC là 10 và AE là x. Thì dựa trên định lý Thales ta sẽ có là vì độ thẳng DE nó song song với cạnh BC thì nên ta sẽ lập được những độ thẳng tương ứng tỷ lệ trên hai cái cạnh AB và CD này. Em xin lỗi, AB và AC này. Tuy nhiên chúng ta sẽ chọn ra những cái tỷ lệ hợp lý sao cho nó có chứa được cái đoạn thẳng cạnh tính và những cái đoạn thẳng mà người ta cho số đo vào. Thì lấy ví dụ ha, vì DE song song với BC, đây là đề bài cho, mình có thể ghi là giả thiết, nên theo định lý Thales trong tam giác ta có thầy sẽ lập một cái tỷ lệ ở đây, đó là thầy sẽ lập AD trên BD. Thì tương ứng với cái tỷ số này thì tỷ số thứ hai sẽ là AE trên EC. Lúc bây giờ ta sẽ thay số vô. Đoạn thẳng AD là căn 3, đoạn thẳng BD là 5 và tương tự. Từ đó các em sẽ dễ dàng tìm ra được giá trị của x bằng cách là lấy căn 3 nhân cho 10 rồi chia cho 5. Và ta có thể tính ra được kết quả ở đây là bằng 2 căn 3. Em nên kết thúc một bài toán hay là bài x bằng 2 căn 3. Tương tự như vậy, thầy xét nội dung tiếp theo ở câu B. Thì ở hỏi chấm 4 câu B này các bạn quan sát thấy rằng cái đoạn mình cần tính là đoạn AC và tương ứng nó là giá trị là y, thì chúng ta cũng sẽ lập tỷ lệ hợp lý để tìm y. Tuy nhiên ở đây thì bài chưa cho đoạn DE song song với cạnh AB, do đó các em phải chứng minh DE song song với AB thì ta mới có thể áp dụng được định lý Thales. Và dễ dàng ta thấy rằng DE và AB nó song song bởi vì nó cùng vuông góc với AC. Vậy thì ta sẽ ghi là V DE song song với AB, lý do là cùng vuông góc với AC nên theo định lý Thales trong tam giác cao có
chứa được đoạn AC này. Đây ta sẽ lập là CD trên CB, bởi vì CB thì tương ứng bên kia sẽ là CE thì mới có được giá trị Y. Vậy CD trên CB tương ứng sẽ là CE trên CE và em thay số vô. CD là 5 trên BC là do hai giá trị này cộng lại là bằng 5 cộng với 3,5. CE là 4 trên Y. Ta sẽ tính chỗ này một chút xíu là 5 phần 8,5 bằng 4 trên Y. Từ đó ta sẽ dễ dàng tìm được Y bằng cách là chúng ta lấy 8,5 nhân cho 4, rồi sau đó chúng ta chia cho 5. Kết quả sẽ bằng 6,8. Và các em cũng sẽ trả lời vậy Y bằng 6,8. Và ta sẽ kết thúc phần lý thuyết ở đây. Như vậy là thầy đã vừa nói xong phần lý thuyết của nội dung bài số 1. Thì ở phần này các em chú ý cho thầy về tỷ số của hai đồng phẳng. Thì phải, thứ nhất là phải cùng cái đơn vị đo. Và thứ hai là không phù hợp cách chọn đơn vị đo. Ở phần thứ ba thì các em chú ý cho thầy cái nội dung của định lý Thales, đó là chúng ta phải lập các tỷ lệ sao cho những cái cạnh này nó phải tương ứng. Rất nhiều các em học sinh là mình cái gọi là lập nhưng mà là không tương ứng. Thì bây giờ các em vận dụng những kiến thức đã học ở trong bài 1 về nhà, các em làm cho thầy một số bài tập như sau. Đó là các em sẽ làm bài tập số 1, bài tập số 2 và bài tập số 5 trong sách giáo khoa. Video của thầy đến đây là kết thúc. Thầy chúc các em về nhà học thật tốt và ôn tập thật tốt. Và cũng không quên nhớ là chúng ta sẽ giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch Covid. Thầy chào các em.